10 sao Hoa ngữ có nhân khí bùng nổ năm 2018. Năm ngoái thì Thái Tử Khôn tham gia game show Idol Producer của IQE. Chương trình này kể từ khi phát sóng đã không ngừng được công chúng quan tâm chú ý và đương nhiên nhân khí của Thái Tử Khôn cũng nhờ đó mà bùng nổ. Năm 2008, Chu Nhất Long làm đại diện cho tổng cộng 12 thương hiệu lớn và là gương mặt của 8 tạp chí khác. Đây là minh chứng cho giá trị thương mại của anh và cũng là chứng nhận cho sự nổi tiếng của nam diễn viên này. Chiến Hồn năm ngoái được đánh giá là bộ phim mạng vô cùng đáng xem và đương nhiên hai nam chính Bạch Vũ và Chu Nhất Long cũng theo đó mà được tiếng thơm cho mình khi hai nam diễn viên thể hiện một cách tròn vai và khiến người xem không thể rời mắt. Dạ thần Nguyễn Ngọc La Vân Hy trong Hương Mật Tựa Khói Xương bị thù hận thay đổi bản tính lương thiện và làm hại rất nhiều người. Vốn là một vai phản diện ác độc nhưng bởi La Vân Hy quá đẹp trai nên vai diễn này vẫn thu hút vô số fan hâm mộ. Về mặt lạnh lùng nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười ấm áp, Tiêu Chiến có một khí chất rất đặc biệt, có thể đảm đương nhiều vai trò khác nhau, có thể là một vương gia ôn thuần sống nội tâm nhưng cũng có thể là một công tử cởi mở dễ gần. Bất kể khí chất thay đổi như thế nào thì tình yêu của anh dành cho sự nghiệp diễn xuất vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết như ban đầu. Nói đến những diễn viên nổi tiếng trong năm 2018, đương nhiên không thể thiếu gương mặt của Ngô Cẩn Ngôn sau sự thành công vang dội của Diên Hy Công Lược. Hàn Mộc Bá là một trong những tiểu thịt tươi sau 90 có ngoại hình vô cùng điển trai, đồng thời cũng có nhân khí khá cao. Tuy nhiên, điều đáng trân trọng nhất đó là anh không dựa vào ngoại hình để nổi tiếng, mà hoàn toàn dựa vào năng lực, khả năng thiên phú về nghệ thuật để tự mình phấn đấu và gặt hái thành công như hiện tại. Trương Vân Lôi là nam diễn viên trẻ đầy triển vọng với ngoại hình ưa nhìn, được chú ý qua các bộ phim Bạch Xà Truyện, Thái Công Bán Mặt. Nam diễn viên Ngụy Đại Huân sinh năm 1989 cũng khá được chú ý vì gương mặt vô cùng điển trai. Thành danh từ bộ phim Pháp Sư Vô Tâm năm 2015, cùng với thân hình vạm vỡ, nụ cười ấm áp, phong cách trẻ trung, Hàn Đông Quân đã nhanh chóng trở thành thần tượng của giới trẻ. Vào thời điểm tháng 3 năm 2018, Hàn Đông Quân và Tôn Di đã tạo cơn sốt với bộ phim Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ. Hy vọng năm 2019, anh sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa.